Trong trận đấu kết ngày hôm nay thì cả hai đội Tứ Xuyên và đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có được một đối thủ xứng tầm. Kim Huê rất chính xác, thêm một điểm nữa cho tuyển Việt Nam. Nước pha di chuyển ra biên đánh bóng, sở trường một chân của Kim Huê. Số 3 Giaoyani và số 15 Chen Minh cũng như là đội trưởng Giao Dinh. 7 đều. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm sở trường của Kim Huê. 1 名的球队打第8名的球队，就第一名球队可能会输。他欧洲的舞台是这样的一个状态。